Sao bạn Nhật xin chào các bác. Em mới về được một cái chiếc máy lọc không khí Hitachi 4 chức năng. Con này EPHV1000 này, một con máy phải nói là xuất sắc luôn này. Rất là đẹp, 4 chức năng có lọc không khí, bù ẩm, khử mùi, đặc biệt là hút ẩm các bác nhé. Các bác mua một cái máy này thì các bác sử dụng được luôn cho một phòng. Về hình thức con này thì đẹp mỹ mãn rồi, không có gì phải nghĩ cả. Vỏ nguyên bản trắng tinh, rất là đẹp. Hitachi EPHV1000 có chức năng hút ẩm, bù ẩm, lọc không khí, khử mùi, báo phần trăm độ ẩm, công nghệ eco, hẹn giờ, các chức năng đầy đủ. Thông số máy đây các bác nhé, sản xuất 2012 này, điện 100V. Đấy. Một con máy phải nói hình thức còn rất là mới đẹp. Các bác nào mà ngại mua nhiều máy thì mình mua con này về dùng kiêm hút ẩm luôn. Những ngày nồm thì mình dùng, còn quanh năm thì mình dùng lọc không khí. Bên trong này là khu vực màng lọc HEPA các bác nhé. Đây. Bọn này sử dụng màng lọc HEPA rất là to. Đấy, rất là to. Đấy, một màng thô bên ngoài. Màng zin còn rất là đẹp luôn. Màng zin còn rất đẹp các bác nhé. Đấy. Màng này có bán mới các bác nhé. Mới màng này là 400.000. Đặc biệt bọn này đây có một cái màng than rất là khủng, to đùng. Đấy, con này riêng về khử mùi của con này thì cực hiệu quả. Vì là cái màng than của nó quá to. Con này kích thước cực to luôn nhé. Đấy. Rộng khoảng 40, hơn 40, khoảng 43. À, dài khoảng 43 phân và rộng khoảng 33-35 phân. Con này thì về riêng về tính năng lọc không khí và khử mùi cực hiệu quả, hút ẩm rất tốt. Đấy. Bình thường thì các bác sở hữu một chiếc máy lọc không khí thì nó chỉ có lọc không khí và bù ẩm thôi. Cũng đối với ví dụ như con đồng hồ vuông, đồng hồ tròn, con lọc không khí Daikin vầng trăng giờ cũng 4,5 triệu. Đây, con này thì cũng giá 4,5 triệu các bác nhé. Các bác lưu ý là máy này nó sử dụng điện 100V đấy nhá. Đấy, không đấu được biến áp bên trong đâu, cho nên phải mua biến áp cắm rời bên ngoài. Giá em bán là 4,5 triệu chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Đấy. Các bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé, một con máy xuất sắc luôn. Ở đây là khu vực này là khu vực màng tạo ẩm này. Đấy, còn rất là đẹp nhá. Bình nước bù ẩm kiêm hút ẩm luôn này. Đấy, một tay lôi ra nó hướng cái bánh xe trôi. Đấy, mình đã vù ẩm hút ẩm luôn. Máy đã test chạy ngon lành các bác rồi. Đấy. Các bác nào có nhu cầu thì các bác liên hệ. Có một con duy nhất thôi, máy rất là đẹp. Chào các bác.